Tim cuốn theo chiều gió, đi lại như cái bóng. Sợi dây thô quá, không vướng bận, không lưu luyến. Tự nhiên ngượng quá. Cậu cũng biết làm ảo thuật à? Múa rìu qua mắt thợ rồi. Ta có mang theo món ngon đến thăm ngài. Đây là những món gì vậy? Là món ở quê ngài đó. Chẳng phải ngài là người Tô Châu sao? Sao cô biết ta là người Tô Châu? Ta hỏi từ chỗ Trịnh sư gia đó. Ta biết tâm trạng ngài không tốt, nên muốn tìm hương vị quê nhà đến cho ngài nếm thử. Cô thật có lòng. Ngài nói gì? Cô thật có lòng. Lúc trước khi người thân qua đời, ta cũng giống như ngài bây giờ. Sau đó ta đã thông suốt. Bởi vì bất kể thế nào thì chúng ta vẫn phải sống tiếp mà. Vậy thì họ mới có thể an lòng ra đi. Ngài phải phấn chấn lên. Chờ đến khi ta dựng lại cơ đồ thì hẹn hò với ta có được không? Ngài chỉ biết lẻo mép thôi. Mau ăn đi. Ngon lắm đó. Ước gì ngày nào cũng được ăn món ngon cô mang đến. Qua đây nhìn xem, bánh bao nóng hổi. Được ạ. Ngon thì ghé thường xuyên nhé. Bánh bao đẹp trai hơn ngày trước nhiều đúng không? Tất nhiên rồi. Đại nhân, đại đồng chí. Sao nào? Đẹp trai không? Đẹp trai không? Đẹp trai. Đẹp không ai bằng. Lão gia đẹp nhất. Ta đẹp vậy mà sao ngươi không cắt tóc? Thân thể tóc tai của cha mẹ cho. Cha ta trên trời đang trừng mắt nhìn. Thôi đi. Có chuyện gì nói. Ta đã mời đạo trưởng đến cho ngài. Cậu đứng đó làm gì? Mau mời vào ngồi. Hầu hạ tận tình. Dần dần. Đi mau đi. Lan Nhi, nàng vào trong đi. Mau đi đi. Nghịch ngợm. Mời. Mời mời mời. Đạo trưởng mời ngài. Mời ngồi. Mời ngồi. Bần đạo tên Dương đạo nhất. Cúi chào quyền trưởng Trần. Khách sáo. Khách sáo quá rồi. Nào mời ngồi. Rót trà. Phương bộ khoái, sao cậu đến đây vậy? Nghe nói đạo trưởng đến đây, nên đến để tìm ngài ấy giải đáp. Ban nãy Phan bộ khoái ở ngoài nghĩ ra một chữ, muốn đố ta. Chữ gì vậy? Ta phải xem thử đạo hạnh của ông ta tới đâu. Đạo trưởng, giải thích cho bọn ta nghe đi. Người kia cổ áo xanh xanh làm ta dương mối tơ lòng bấy lâu, chỉ vì ai đó trầm ngâm đến nay. Trong lòng Phương bổ khoái có nỗi nhung nhớ nào đó. Ta nói có đúng không? Làm sao hắn biết tử câm được? Chẳng lẽ là thần tiên thật hay sao? Vậy đúng hay sai vậy? Tử Câm là tên của thê tử ta, đã mất tích 3 năm trời. Xin hỏi đạo trưởng có biết tin tức gì không? Phương bổ khoái, phải biết phép tắc chứ. Cậu thật là mọi chuyện trên nhân gian đều do duyên số. Dần dần dần. Có duyên không cầu cũng đến. Vậy bao giờ duyên phận mới đến? Nay đã nên duyên vợ chồng, gia thất êm ấm sum dày. Phương bộ khoái hãy yên tâm. Trong vòng 10 ngày ắt có tình tốt. Thật sao?
lòng ta nôn nao giấc mơ hoa sen. Lối về tình này thanh âm không dứt, chỉ cần có lòng thì mùa đông cũng có thể nở hoa. Cái này lợi hại quá. Không biết quyển trưởng Trần mời bần đạo đến là có chuyện gì? Phương Bộ Khoái, Phương Bộ Khoái, cậu về đi. Mau về đi. À thì đạo trưởng, thường ngày ta đã bảo là pháp lực ngài thông thiên mà, ta muốn hỏi về con đường làm quan trong tương lai. Quyển trưởng Trần thượng thiên hạ quan, quan khả thông thiên, bổng lộc vô biên, tương lai của ngài sáng lạng rộng mở. Đạo trưởng, nếu ngài nói đúng thì ta nhất định sẽ xây cho ngài một ngôi đền sống. À không, một cái miếu thờ. Khách sáo quá, cái nhẫn vàng này đẹp ghê. Muốn lấy à, nằm mơ. Đúng rồi, còn một chuyện, ngài xem giúp ta sư gia thế nào. Mình nhất định có tiền đồ sáng lạng, không có tương lai thì đổi người. Bắt lương láo liên, nói vài lời tốt đẹp vậy. Dưỡng, 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 dưỡng. Ngài là thần tiên đó sao? Ngươi biết ta à? Ta biết ngài. Ngài có thể biến thành bướm. Quyện trưởng Trần mời hồ hắn xin ăn cơm. Ngài đi nhìn trộm. Ngươi thích bướm đúng không? Sao ngươi lại ngồi đây một mình? Ta đang chờ cha. Cha ngươi đâu? Cha ta thích bài bạc, có lúc mấy ngày liền cũng không về. Đứa trẻ đáng thương. Nào, cho cô xem cái này. Nào nào nào. Đồng xu này, ngài muốn mua gì? Tối qua thần tiên báo mộng dạy cho ta một pháp thuật. Nói phét. Nhìn cho kỹ nha. Làm gì vậy? Sao làm vậy được? Ngài thành thần tiên thật à? Thành thần tiên gì chứ? Là giả đó. Còn nhớ tối hôm đó trên cửa thành có 10 đồng tiền không? Người khác làm được thì ta cũng làm được. Nói đơn giản thì đây là ảo thuật. Cái này là đèn không dùng điện, ánh sáng từ tay áo hắn. Hôm đó cũng nhờ vào cái này. Buổi sáng ta đã lên cửa thành kiểm tra thử, phát hiện kinh đó có mấy viên gạch ngói bị người ta lấy đi. Đồng xu được bỏ vào túi, giấu trong gạch. Khi đổ nước thì hắn dùng ánh sáng thu hút mọi người, rồi kéo sợi dây. Từ đó có 10 đồng tiền. Ngài cũng lợi hại thật. Có phải bây giờ rất sùng bái ta không? Muốn gả cho ta không? Nhưng người ta biết bay đó. Cái này làm sao giải thích được? Để ta quay phong một lát bộ khó lắm sao? Liên tỷ tỷ đâu có gả đi dễ vậy được. Nhàm chán, ta đi tìm ca ca. Nhà đầu này ăn phải thuốc súng à? Rung động rồi. Cô ấy sao? Ngài bớt đi. Giả vờ làm trai mới lớn à? Chắc không phải thích ta đấy chứ. Thôi đi, đừng vô liêm sỉ như vậy. Người tiểu linh đang thích đã có vợ. Phương Đống có vợ sao? Đã mất tích rồi.
Mất tích sao? 3 năm trước cô ấy về nhà mẹ tham gia hôn lễ của ca ca, rồi từ đó đến nay chưa từng trở lại. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Vốn dĩ Phương Đống là người hay nói cười, kể từ khi vợ mất tích thì trở thành như bây giờ. Nhìn đơn như khúc gỗ mà cũng có chuyện đau lòng. Sao hôm nay không có mối làm ăn vậy? Ai cũng đi nghe Dương Đạo Nhất giảng giải đạo pháp, lấy đâu ra khách nữa chứ? Em Bình đừng lo lắng, ta sẽ giúp cô giảng giải đạo pháp thôi mà. Dương đạo trưởng làm được thì ta cũng làm được, cô đừng có giận. Ngài cũng được sao? Đúng vậy, phải chống đối với đám người xấu đó. Dân số chỉ có nhiêu đó, không tranh giành, chỉ đứng nhìn thì thua chắc. Với lại ta đã đặt cược với Diên Thuần Phong. Em Bình à, có thể tài trợ kinh phí và chỗ tổ chức cho ta không? Ngài giảng cho ai nghe? Người nghệ phía Nam Thành. Ngài đừng có đùa nữa. Tủ lầu ta nức tiếng khắp tường thành. Ngài đưa đám người nghèo đó đến thì sau này quan lại quý tộc ai dám đến nữa? Hơn nữa, tiền của ta đâu phải là từ trên trời rơi xuống. Muốn lấy tiền từ túi ta, nằm mơ. Ca ca, Quỳnh xem trên này viết gì. Trên này toàn là sinh thần của nữ nhân. Mùi lấy từ đâu ra? Mau đem trả đi. Không trả được, người đó đã đi rồi. Người đó là ai? Một tên béo ị, tưởng mình có tiền là hay lắm. Dương dĩ tiểu chăn dê, chỉ đụng trúng hắn một chút mà đã bị tát. Vì vậy mới muốn thay trời hành đạo, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Quỳnh hiểu ta quá. Trong đó có vài phiến lá bằng vàng, ta đã tặng cho Dương dĩ tiểu hết rồi. Muội đó, ta đã nói biết bao nhiêu lần, bảo muội đừng làm những chuyện trộm cắp giặt nữa, mà sao muội không chịu nghe? Đây không phải trộm cướp, mà là việc tốt. Lần sau không được vậy nữa. Ta biết rồi. Đúng rồi ca ca, Quỳnh xem cái này. Cũng từ trên người hắn sao? Sao vậy? Trên này có tên của chị dâu muội. Muội đưa cái này cho Khổng Tuyết Lạp, rồi chờ ta về. Giàu sang nghèo khó trên thế gian đều đã được định sẵn, tất cả đều đã được ông trời an bài. Chỉ khi mọi người tin ta thì mới được giải thoát. Nếu không luân hồi trăm nghìn kiếp thì vẫn sẽ nghèo khó. Đi theo ta, không sợ hy sinh, ta sẽ đưa những thứ tốt nhất cho mọi người. Thần tiên phù hộ, thần tiên phù hộ, thần tiên phù hộ, thần tiên phù hộ. Khổng bổ khoái, chỗ này của ta đơn sơ, cậu đừng để bụng. Không sao, ta chỉ đến hỏi vài câu. Cậu nói đi, có phải từng có một người tên Hồ Nguyên Huyên đến xem bói cho ông không? Đúng vậy. Đã hỏi những gì? Về tình duyên. Ở lại đây bao lâu? Khoảng nửa canh giờ. Sau đó thì sao? Sau đó cô ấy rời đi. Dạo này tăng thêm nhiều tín đồ quá nhỉ. Mọi người đã nể mặt ta. Trong rương đựng gì đó. Cậu nói cái này à? Mở ra ta xem đi. Xem tí thôi. Được. Đạo trưởng học nhiều hiểu rộng, có từng nghe đến Cửu Anh không? Cửu Anh là hung thú mà, phá hoại dân gian. Nhưng mà ta nghe nói, tuy là hung thú
nhưng chỉ giết người xấu. Ông nói đùa à, đạo trưởng? Cầm thú đâu có suy nghĩ, sao biết phân biệt được thiện ác chứ? Vạn vật trên đời đều có linh tính, chuyện này không ai có thể chắc chắn. Nực cười. Trước khi vụ án của Hồ Nguyên Nguyên được điều tra rõ ràng, đạo trưởng hãy ngoan ngoãn ở trong nhà. Có vấn đề gì không? Ta hiểu, ta hiểu. Địa bàn của ta đây, ông đừng có giở trò. Ta không tin yêu ma quỷ quái gì hết. Vâng. Còn nữa, những buổi thuyết giảng vớ vẩn linh tinh đó ngừng lại hết cho ta. Còn tổ chức thì ta bắt ông vào đại lao. Khổng bổ khoái, cậu làm thế thì có vẻ công tư bất phân rồi đấy. Cho dù cậu cũng định thuyết giảng thì chúng ta phải cạnh tranh công bằng. Ông đức cao vọng trọng, làm sao cạnh tranh công bằng được? Thôi, không nói nữa, ta đi đây. Được. Đúng rồi, chỗ ông dạo này có phải có thêm một con dê cái không? Đâu có. Cậu nhìn lầm rồi. Muốn mời đại sư đi ăn bữa cơm, không biết ông có nể mặt hay không? Có người mời cơm thì trước giờ ta không từ chối, huống chi là khổng bổ khoái. Mời. Đi thôi, đi thôi. Mắt ngươi mà ở đâu vậy? Mất đồ mà không biết sao? Đồ luôn nằm ở chỗ lão gia mà. Trên người ta, ngươi không biết trong chừng ta sao? Lời lão gia thú vị quá. Ta suốt ngày nhìn ngài làm gì chứ? Ngài cũng đâu có đẹp. Thảo nào ngươi chỉ được đánh xe ngựa, suốt ngày chỉ biết nói sự thật. Đứng lại. Chờ một chút. Ai vậy? Chắc không phải là cướp đấy chứ? Khổng bổ khoái đừng khách sáo quá. Cơm canh đạm bạc là đủ. Tiên sinh an tâm, tuyệt đối không phô trương lãng phí. Mời ngồi. Được, được, được. Khổng bổ khoái, đây là món khai vị sao? Hiện quan phủ thắt chặt chi phí bất hợp lý. À, chẳng lẽ tiên sinh không vui à? Đâu có, đâu có. Đừng khách sáo, đây là cha hôm qua ta mới làm. Được, được. Còn món dưa muối leo này cũng mới làm vào hôm nay. Mời. Ta nhặt được một thay nải trên đường, không biết có phải là của ông không? Đúng, của bọn ta. Khoan đã, trong đây có gì? Bên trong có một cuốn sổ và một lệnh bài, là của bọn ta, mau trả cho ta. Quỳnh đài phi ngựa đến đây là để trả tay nải cho ta sao? Đúng vậy. Ta tên Hách Hữu Tiền, chẳng có gì nhiều, chỉ có tiền. Ta thấy huynh đài nhiệt tình tốt bụng, ta nhất định sẽ báo đáp. Rượu ngon quá. Khổng bổ đầu, Dương đạo nhân này vô công bất hưởng lộc, cậu có việc gì cứ nói đi, đừng ngại. Đây là ký hiệu của Hoa Sơn trong Ngũ Nhạc Chân Hình Đồ. Tiên sinh biết sao? Ta từng nhìn thấy trong miếu Trung Nhạc, Tung Sơn, huyện Đăng Phong, Hà Nam. Tương truyền là do Thái Thượng Lão Quân vẽ ra, mang theo nó hành tẩu vượt núi qua sông, không gì cản được. Vậy tiên sinh có từng nghe tới Tử Di Tinh? Tử Di Tinh là một tổ chức bí mật hàng đầu giang hồ, nhân tài trong giáo cao nhiều vô số. Bây giờ đại sư huynh của Tử Di Tinh là Diên Thuần Phong. Nhưng mà nói thật thì với năng lực của hắn chưa xứng với bức Hoa Sơn đồ này. Vậy với năng lực của ông thì sao? Chuyện này không liên quan gì tới ta cả. Uống rượu, uống rượu. Huynh đang tìm gì vậy? Ta mất vàng lá rồi. Chết rồi, không phải bắt đền ta đó chứ? Lão gia, tiền này
nhất định là hắn lấy đi rồi. Ta hiểu, người ta đã trả đồ lại rồi, cũng phải có chút công chứ, đúng không? Ta có tiền, không để ý. Đương nhiên. Mạo muội hỏi một chút, hai người là muốn đi đâu? Bọn ta là muốn đi lão gia. Đáng tiếc quá, ta cũng muốn đi. Huynh đệ, ta thấy huynh đệ đẹp trai lại tốt bụng, huynh tên là gì? Hay là đi cùng ta để mở mang tầm mắt? Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Tại hạ là Phương Đống. Phương huynh. Huynh đệ, huynh từng nghe đến Quỷ Thành chưa? Quỷ Thành là gì? Nói thế nào nhỉ? Quỷ Thành này là chỉ cần huynh trả tiền thì có thể mua được bất kỳ thứ gì. Đúng đúng đúng. Ta đã ở Thượng Thành bao nhiêu năm nay, sao lại chưa từng nghe nói nơi này? Dưới chân đèn thì tối mà. Thú vị đấy, chỗ nào cũng có ngươi. Đừng có lừa ta, dắt xe ngựa của ngươi đi. Vậy Quỷ Thành ở đâu vậy? Quỷ Thành này, năm nào ta cũng đi, mỗi lần đều ở địa điểm khác nhau. Hai người đến Quỷ Thành để làm gì? Là mua thức ăn hay mua đất vậy? Là thế này, lão gia nhà ta muốn nạp thiếp. Nói vậy thì Quỷ Thành có thể mua bán người à? Huynh đệ, huynh cũng thích vụ này sao? Đây là phạm tội đó, không thể nhẫn nhịn. Thối đời bây giờ. Đi, lòng người chẳng được như trước, cùng nhau đi. Được, nào nào nào. Nghe nói Diên Thuần Phong chí lớn nhưng tài mọn, cũng thích mấy thứ của phương Tây. Mấy thứ tổ tông truyền lại cũng mất gần hết rồi. Cũng giống cậu đấy, cũng mặc kỳ lạ như này. Xem ra tiên sinh rất xem thường Diên Thuần Phong này. Cũng không phải xem thường, hai ta chỉ là đang buôn chuyện vậy thôi. Đúng đúng. Nhưng Khổng Mổ Đầu quỷ đi đến Kim Sa cũng có nghĩa là vô tình quỷ đi con đường tiền tài của Tử Di Sinh. Diên Thuần Phong sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Hắn sẽ không ngừng gây phiền phức cho cậu. Cậu phải bảo vệ cái đầu của mình cho tốt, đừng để hắn ngắt xuống đấy. Lẽ nào tiên sinh cũng muốn có đầu của ta? Khổng đại ca, ca của ta bảo ta đưa huynh cái này. Huynh ấy đi đâu rồi? Đi rồi, nói là có tin tức của chị dâu. Đi đâu vậy? Không biết. Huynh ấy bảo ta đến tìm huynh. Cái tình ngốc này. Tiểu cô nương đáng yêu thật. Dương thần tiên, miệng ngọt thật đấy. Có muốn đưa tay để ta xem tướng chút không? Được, được chứ. Bỏ tay ra đi. Huynh làm gì vậy? Khổng Bổ Đầu, tiểu cô nương muốn ta xem tướng, sao cậu lại cản? Cô ấy còn nhỏ không hiểu đàn ông, cũng không có lòng phòng bị. Một tên đàn ông như ta còn không hiểu chút tâm tư của đàn ông sao? Xem tướng giải đáp nghi hoặc thì có gì đâu chứ. Cậu đang nhầm vào ta sao? Ta là nhầm vào ông đó. Khổng đại nhân, ta thấy đây là cậu không ăn được nho thì nói nho xanh đấy. Ông là hố phân thì đương nhiên nhìn thấy ai cũng là phân thôi. Cửu anh xuất hiện rồi. Súc sinh, dám đến đây làm càn. Thái thượng có lệnh dạy bắt tà tinh. Hộ pháp thần dương giúp ta phục long. Khổng Bổ Đầu, người cao còn có người cao hơn đấy. Giao cho muội một nhiệm vụ. Hôm nay muội đến nhà Phương đại ca của muội đợi. Nếu như hôm nay cậu ấy không về thì sáng mai tới tìm ta. Đi đi. Xuống xe. Lão gia,
Đến rồi. Đến rồi à? Nào nào nào, ngươi xem là ở đây đúng không? Đi đi thôi. Có phải là ở đây không? Ta sao ta cứ cảm thấy không phải ở đây vậy? Nhìn bên đó đi. Thuyền đến rồi. Vẫn ở đây ăn à? Đi, thuyền đến rồi. Nào nào, kéo qua đây, kéo qua đây. Nào nào, ngươi đi qua mà không nhìn thấy à? Bảo bối của ta, đây là bảo bối hiếm có đây. Thứ này à, từ nơi này ra không có chỗ nào bán đâu. Nhanh, vào đi, vào đi. Nơi rách nát này trở nên thần bí ghê. Còn có chim ba chân, nhìn rất giống mấy nơi hay lừa người. Xem nào, nhân sâm to bằng chân người đây. Ngày cuối cùng rồi, còn có linh chi cao bằng nửa người đây. Đặc biệt trong nhà có người lớn tuổi. Huynh đệ, đi đường nhìn đường chút. Nếu không thì cái mạng nhỏ của cậu khó giữ đấy. Huynh đệ, cẩn thận thủ đoạn của bọn ta đấy. Tránh ra, để bọn ta đi qua. Huynh đệ, ở đây có vui không? Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Thứ gì đây không biết. Mọi người, đi đi đi, đến phía trước xem sao. Muốn cầu tài hay là muốn bảo vệ mình, báo thù gì cũng được. Tự mình làm nhất định là không tiện. Hôm nay ta giới thiệu một thần vật với mọi người. Quá trình chế tạo thần vật rất là phức tạp. Lấy chút bưởi tách thành từng nhánh, lấy chút dưa hấu dùng thìa múc một miếng ép thành nước, lấy chút rau ngô dùng lửa đốt thành tro, sau đó dùng giấy gói lại, tưới nước dưa hấu lên tượng bằng gỗ liễu, sau đó đem miếng giấy đó đặt trước mặt tượng, đọc thầm chú ngữ. Ta có thể cho người ra tay. Đúng, phái ta, phái ta. Ngươi có thể ra tay. Nếu như bảo ngươi đi trộm hương cắp ngọc, ngươi cũng làm sao? Vậy ta càng không từ chối. Ngươi mơ đi. Vậy nên là vẫn có chuyện mà các ngươi không tiện, tự mình đi làm. Thứ này là sự đảm bảo của ta đến cho mọi người. Vật tốt giá rẻ đây. Liễu tiên nhân là được khắc từ cây liễu chính tông, đã qua 7749 ngày thiêu đốt, còn chưa mở mắt. Mở mắt ra thì nó sẽ nhận ngươi làm chủ nhân, tùy theo ý mình, không có gì bất lợi. Ra giá 1000 đồng đại dương một bức. Mỗi lần tăng thêm 100 đồng. Liễu tiên nhân là gì vậy? Dùng liễu trăm năm để thiêu. Đây là chuyện gì nữa? Thứ này không đáng tin lắm. Sao lại không đáng tin? Là thế này.
Cây liễu trăm năm, đốt 77-49 ngày không phải là thành tro bụi rồi sao? Vậy nên là mỗi khi chế tạo một liễu tiên nhân, y sẽ đốt cháy một cây liễu trăm năm. Tiếng gì vậy? Phương huynh, không phải huynh muốn đến đây chọn cô nương sao? Chúng ta mặc kệ biết chuyện này đi. Đi thôi, đi thôi. Quay lại mua nhé. Đèn lồng đây. Bán đèn lồng đây. Khổng Tuyết Lạc, hai người đi đâu vậy? Ta đi làm chút chuyện công đã, về tìm cô sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Không thấy ca ta đâu nữa. Có manh mối. Đèn lồng đây. Đại sư, sáng nay chim khách hót không ngừng. Ta đã biết là có khách quý sẽ đến, không ngờ rằng là một mỹ nữ. Đại sư, ta có phải khách quý gì đâu, ta chỉ muốn bói quẻ nhân duyên, cũng tiện thể làm quen với ông. Cô nương tài mạo như này, chuyện nhân duyên chắc chắn là tốt. Chúng ta vào trong nói chuyện đi. Xin hỏi họ của tiểu thư. Họ Liên. Họ này không thường thấy, rất giống với một cố nhân với ta. Là nam sao? Tiểu thư muốn xem nhân duyên thì hãy nói ngày sinh tháng đẻ của mình đi. Giờ Mão ba khắc, mùng 5 tháng 7, năm Tân Tỵ. Giờ Mão ba khắc, ngày 5 tháng 7, năm Tân Tỵ. Cô thần kiếp xác là người khắc phụ mẫu, mệnh cô độc đau khổ, tương lai sẽ cô độc đến già. Tiểu thư, xin thứ cho ta nói thẳng, cô đã phạm vào thiên sát cô tinh, mệnh của cô rất xấu. Ông chắc chắn không? Ta bói toán bao nhiêu năm nay, cô là người đầu tiên có mệnh hung sát nghiêm trọng như thế này. Đại sư, vết sẹo trên tay ông là bị bỏng khi còn nhỏ. Là bếp lửa làm bỏng sao? Người này mệnh phú quý không gì để nói, lô trung quả thiên hà thủy liên miên không ngừng, là mệnh đại phú đại quý. Đáng tiếc kiếp này hai người đã định sẵn không có duyên, cô chỉ đem lại tai họa cho người đó. Nếu như cô không muốn hại chết người đó thì hãy buông tay đi. Đại sư, thật ra ta còn có chuyện muốn xin. Bình thường ta giúp người phát tài, giúp người chuyện nhân duyên. Cô có chuyện gì cứ nói. Ông đã từng tới Bắc Bình chưa? Ta đi khắp mọi nơi, đương nhiên đã từng đến. Có từng nghe đến quỷ án thượng thư đài của kinh sư chưa? Cô nương dừng bước. Ta thấy cô nương tâm địa tốt bụng, tuy rằng có làm trái với quy tắc của ta, nhưng ta vẫn nên nói ra. Muốn phá giải mệnh thiên sát cô tinh, chỉ có một cách thôi. Cách gì vậy? Lấy độc trị độc, lấy mạng đổi mạng. Chuyển sát tinh của cô sang một người khác, mạng của người đó càng tốt thì mạng cô cũng tốt. Ngày sinh tháng đẻ của người cô vừa đưa cho ta, phù hợp đấy. Ta chỉ có thể nói đến đây thôi. Không tiện.
Tiểu Linh Đan, muội không nhầm đường đấy chứ? Đương nhiên rồi, đường ca ca ta đi qua ta đều nhớ. Được, dừng xe dừng xe. Là hai người, lần này ổn rồi, không đi sai đường. Ca của ta đi theo họ đấy. Bây giờ chúng ta nổi danh tới vậy sao? Có lúc tự nhiên nổi danh như vậy đấy. Người anh em của ta không sao chứ? Cậu ấy xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Cô có biết không? Vào tối qua. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Hôm nay phải cướp được cô gái xinh đẹp mới được. Cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ. Bọn ta vô cùng vinh hạnh. Ta đây cũng không phí lời nữa. Thứ cần giới thiệu mọi người cũng thấy rồi. Hy vọng lát nữa mọi người có thể ra giá sôi nổi. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Cho hàng lên. Số 1 không được. Trời sinh có tướng khắc phu. Xem ra lời huynh nói đều là thật. Ta còn lừa huynh chắc. Đúng thật là. Mỗi lần ra giá tăng thêm 100. 1.100 đồng đại dương. 1.200. 1.300. 1.400. 1.500. 1.800 đại dương. 1.800 đồng đại dương. 1.800 đồng đại dương lần 1. 1.800 đồng đại dương lần 2. 1.800 đồng đại dương lần 3. Chốt. Giàu có thật đấy. Mời qua bên đó nhận dê. Có ý gì vậy? Quy tắc ở đây là bọn họ dắt dê đi, để lại địa chỉ nhà. Sau đó sẽ có người đưa người đến. Đến lúc đó một tay giao dê, một tay giao người. Giá khởi điểm của số 2 là 1.000. Huynh đệ, huynh xem cô gái này đi. Ta đến vì cô ấy đấy. 1.100, 1.200. Họ đều là người sống, không phải hàng hóa. Ở đây giống nhau cả. Ta hô giá đã nhé. 2.000. 2.000. Dừng tay. Ta là Phương Đống, bộ khoái Thanh Tường. Các người đang buôn bán phụ nữ, lập tức dừng việc này lại. Cùng ta về Thanh Tường xử lý. Nào nào, chúng ta tiếp tục. Có ai tăng giá của số 2 không? Mấy người đúng là không nghĩa khí. Sao lại để chúng bắt ca ca ta đi chứ? Bọn họ đông người mà. Cậu ta nói đúng. Hơn nữa nửa đêm rồi, bọn ta cũng không ra được. Cũng chẳng còn cách nào khác. Không phải vừa mới kết thúc, bọn ta đã định vào huyện báo tin sao? Ông nói dối. Rõ ràng là đang ra khỏi thành. Ta thấy đám người này là chán sống rồi. Ở trên địa bàn của tiểu gia đây lại dám công khai buôn bán người. Đúng. Đám người này đã buôn bán người còn bắt đại ca nữa. Ta gặp một giết một người. Cô cứ chém đi, làm sao để đến được đó.